Rồi, hello các bạn, mình là kênh Enjoy. Tắt bên đây của mình tiếp tục làm game Blender B2 nha các bạn. Ok, phần này mình sẽ test một cái con Blender mới gọi là Homing Diesel nha các bạn. Đó, con này là con Homing Diesel. Và con này là sức công phá nó là thật là ghê gớm nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó bắn rất là nhìn rất là mạnh. Đó, con này là nó bắn gọi là sát thương tự do nha. Đạn của nó có thể bay được là đủ thứ nơi nha các bạn. Đó, rất là mạnh nha. Mình thấy con này là chơi là rất là ok nhất nha các bạn. Đó, lâu giờ mình tiếc là thấy cái con Homing Diesel này là nó là sát thương nó mạnh mà nó bắn mục tiêu nhiều nha, đa dạng hơn. Đó, mình thấy là thích con này ngay từ lúc mình tiếc đầu tiên nha các bạn. Đó, theo mình nghĩ con này là thuộc dạng con là mạnh nhất mà tấn công gọi là đa mục tiêu nha các bạn. Đó, nó rất là mạnh nha, nó có thể tấn công là đa mục tiêu. Còn bộ Zimbia đều là nằm trong tầm ngắm của nó nha các bạn. Đó, các bạn coi đi về sau nó bắn một cách rất là nhanh. Đó, hạ được mục tiêu là rất là ok nha. Rồi, ok, mới vô là vòng 1 đây qua là nó đã hoàn thành rất là nhanh nha các bạn. Đó, mấy bạn thấy không? Rất là nhanh. Ok, tiếp theo nha. Tiếp theo bây giờ mình sẽ đi cái vòng 2, gọi là vòng day 5 nha các bạn. Đó, nó bắn xuyên bi luôn nha các bạn. Đó, mình thấy con này rồi gọi là vô địch rồi. Gọi là Best Blend Homing Diesel nha các bạn. Đó, nó là thuộc dạng là Best Blend rồi. Mình thấy con này là chơi là ok nhất. Đó, các bạn thấy không? Cái con Zombie mà đỏ cái xô các bạn thấy nó bắn luôn. Rất là nhanh. Đó, con đó là mình hay kỳ nó. Mấy Blend khác đang hay kỳ nó nghe. Bắn rất là lâu mà con này 5 con nó dồn đam vô là nó bắn là hai đợt là xong cái con Zombie đó nghe các bạn. Đó, nói chung mình nhắc lại một lần nữa là cái con Blend Homie Home hoặc là Homing Diesel Diesel này là nó bắn là ok nhất. Đó, khi mình test những con vừa qua là con này là number one các bạn. Đó, con này là bắn là coi như là số 1 nha. Thấy các bạn thấy bắn không? Không đụng tới cái bi luôn, mà nó bắn xuyên bi nha các bạn. Nó rất là khủng khiếp. Bắn là gọi là công phá nó gọi là xuyên mục tiêu nha các bạn. Nó có thể tìm đến y như là tên lửa mà gắn định vị nó bắn là tìm tới mục tiêu. Đó, bất cứ mục tiêu nào mà đứng xa gần là nó đi bắn mục tiêu là nhanh gọn liền các bạn. Đó, các bạn thấy không? Bắn rất là chuẩn xác. Ok. Đó, các bạn thấy một kênh Enjoy Tab này của mình hay hấp dẫn test những con Valen này là hay hấp dẫn, các bạn đừng quên ấn subscribe, like, share ủng hộ kênh Enjoy Tab này của mình nha. Thank you các bạn nhiều, thank you very much. Đó, các bạn thấy không? Nó bắn ra những chiếc lá đây là có đầu nhọn như là mấy cái đầu của mũi tên nha các bạn. Nó xuyên mục tiêu luôn. Ok, con này là mình thích nó nha. Sau này mình sẽ để nó qua một cái danh sách gọi là những con mạnh nha, những con test mạnh. Đó, nó bắn nhất là kinh khủng nha các bạn. Nó là number one. Mình test bữa giờ con này đang đứng đầu vị trí nha các bạn. Mục tiêu chưa đến gần là nó đã hạ gục được mục tiêu nha. Đó, ok. Thấy không? Bắn một phát là dồn đam vô là một con, là duy nhất một con. Năm con này. Con này giống như con bồ công anh nha các bạn. Đó, con này là nó bắn như bồ công anh. Tất cả những sát thương nó đều dồn tới mục tiêu nha các bạn. Ok, mình cảm thấy là thích thú cái con Zombie nè, con Homing Diesel này các bạn. Ok, vượt qua vòng 2 rất là nhẹ nhàng thôi các bạn. Vượt qua vòng 2 đây file rất là nhẹ nhàng. Very good. Mình rất thích con Valen là Homing Diesel này nha các bạn. Tiếp tục mình sẽ test thêm một dòng, cộng đồng là 4 dòng nha, y hệt như mấy dòng khác, mấy con Valen khác nha. Và tiếp tục là màn thứ 3. Đó, đây ai nha các bạn. Ok, đây ai. Nha, các bạn thấy con cầm đuốc không? Đó, một nốt nhạc là gọi là đai liền nha các bạn. Đó, con này mình nói lại một lần cuối là nó là rất là mạnh, thuộc dạng number one nha các bạn. Ok. Đó, các bạn thấy nó bắn không? Zombie giờ là một phát rồi coi như là gọi là xong xuôi nha các bạn. Dọn gọn gàng, nhanh gọn. Đó, con này là mình sau này mình sẽ dùng nó để kết hợp vô mấy cái màn gọi là mạnh nha, mạnh nhất để mình nâng cấp nó lên. Coi thấy nó bắn như thế nào và tuyệt chiêu mastery của nó như thế nào nha. Do cái phần chủ series này của mình là test nha các bạn. Mình sẽ test hết những cái con này là tới level 1 từ đầu đến cuối và mình sẽ không sử dụng mastery. Đó. No mastery nha. Về sau mình sẽ kết hợp làm một chuỗi series là sẽ kết hợp mastery hết toàn bộ on plane này nha các bạn. Đó, mình thấy con này bắn nhất là ghê nha.
Nó quá mạnh, very good. Number one. Đó. Ok, nó đã đẹp vị trí thứ nhất đó, trong tất cả các player mà mình đang test nha. Nhắc là nhanh nha. Và đã vượt qua rồi vòng vòng thứ ba. Đó, đây anh nghe các bạn. Và tiếp tục nó sẽ vượt qua vòng thứ tư hay là không? Các bạn hãy coi cái hết video này các bạn sẽ biết. Đó. Bắn gọi là đa mục tiêu nghe. Nó dồn đam vô một cái mục tiêu nào là sẽ năm con sẽ dồn đam vô. Coi như là tụi nó là liên kết với nhau rất là chặt chẽ nha. Con Homing Missile này là number one nha các bạn. This Evelyn Homing Missile number one. Đó, mình nhắc lại một lần nữa nha. This Evelyn Homing Missile number one nha. Ok, bắn rất là very good nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Dồn vô một con zombie mà nó bắn rất là kinh khủng nha các bạn. Nói chung là rất là ok. Đó, mình thấy con này là mình thích luôn nha các bạn. Con này các bạn cứ đem ra chiến là đem ra là quyết đấu là ok nhất. Các bạn chỉ cần thả hết to tầm khoảng là 20 con. Đó. Xuất hiện là chết, xuất hiện là die nha các bạn. Đó, Disney Plan Homing Missile number 1 nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mình đã thích con này nha các bạn. Mình thấy con nào hay là mình sẽ test liền cho các bạn xem. Đó. Nên các bạn xem, các bạn nhớ ủng hộ và đăng ký, subscribe, like, share kênh của mình. Hoặc các bạn comment, share cái video này của mình nha. Mình rất mong là các bạn share cái video này của mình là được nhiều người biết hơn nha các bạn. Ok, thank you các bạn nhiều, thank you với mất. Đó, các bạn thấy không? Nó bắn chấp luôn, mình chấp ra một băng này luôn. Đó. Đây này là coi như là đây này nó bắn luôn, coi như là zombie nhiều ghê, mà nó bắn rất là nhanh. Các bạn thấy không? Đa mục tiêu. Còn ở dưới mà nó bắn cong lên luôn. Đó, nó bắn những con nào mà quan trọng mà gần nhất nha các bạn. Đó. Đúng là number one nha các bạn. Không thấm thí gì nó nghe. Đó. Đó, đây là Disney Blend Homing Missile number one nha. Ok, đã vượt qua 4 màn rất là very good nha các bạn, rất là xuất sắc. Đó. Bây giờ mình khuyến mãi thêm một vòng nữa coi thử là con Blend này là Homing Missile này có thể vượt qua được màn thứ 10 không các bạn. Cái màn thứ 10 là màn đặc biệt nha. Sau ngày mình sẽ test cái màn thứ 10 này. Nó ra zombie rất là nhiều. Đó, coi thử cái tốc độ bắn của cái con Homing Missile này là bắn có thể nhanh không các bạn. Ok. Vòng 10 này mình thấy là ra nhiều zombie khủng khiếp lắm các bạn. Mà bi nó đóng rồi á. Những con nào mà yếu là không thể qua được qua lọt qua đồng này đâu. Thế mình nghĩ là không thể lọt. Sau này mình sẽ dùng một bộ top gọi là top 1, top 2. Đó, top 1 với top nốt nha. GM, top GM là bắn qua không được nha các bạn. Ok, mình chiến đấu tiếp tục. Đó, mình chắc thích nha. Đó, mình chắc thích. À, gọi là I like Plan Homing Missile nha các bạn. Đó. Đó, bắn rắn là kinh khủng nha. Các bạn coi để gì. Bạn nào mà có xem video này của mình thì các bạn nhớ là các bạn chọn thử cái con Homing Missile này, các bạn chơi thử rất là very good nha, number one. Đó, gọi là Blend là gọi là xuất sắc nhất nha các bạn. Đó, mình nói chung là mình bữa giờ mình test là tầm khoảng mười mấy con. Mình thấy cái con này là con đầu tiên là bắn là ok nhất. Đó. Có những con bắn nhưng mà nó gặp những sự cố lỗi. Còn có những con là thay vì nó có là bữa giờ mình chơi là cái con này con thứ ba là bắn gọi là sát thương tự do. Nó phải bắn đa chiều. Đó là cái con gì mà Electric Flow Perry nghe. Đó con đó là nó cũng bắn đa chiều, có dùng đám mây. Nhưng mà tốc độ của nó bắn rất là chậm. Không dồn đam vô một zombie nghe. Đó điểm yếu nó. Với lại con bồ công anh nó thể bắn đa mục tiêu nhưng mà khi mà zombie tiến lại sát là không thể công kích được nghe. Đó, nó dồn là đạn mà từ xa công kích một mục tiêu. Đó, rất là ok. Mình thấy là con Blend này là very good nha. Đi mổ không thèm bắn mà nó đều zombie nó quất luôn.
Đó, các bạn thấy là cảm thấy là sức mạnh của nó là ok. Không thể ngó nó đi mỏi luôn. Cặp con nào vậy là xử luôn đó. Mới có 4, mới có 5 con thôi các bạn. 5 con blend hố mình mới có 5 con blend hố mình Distal này các bạn. Mình mà đặt 20 con ra coi như là nhiều đó rồi nhưng mà chết ngay. Các bạn thấy dòng bự không? Thấy giờ dòng đây tên này các bạn, đây tên này là nó rất là nhiều zombie nha. Đó, nó ra là nhiều lắm, con nào bắn yếu là không bao giờ qua được cái dòng này. Thì mình tuyên bố luôn. Đây là mình nói là mình tiếp dòng level 1 nha, mình không nói là tiếp nó tới level max hay là level 5, level 10 bao nhiêu mình không biết. Mình sẽ tiếp từng con từng một level, level 1. Nhiều con bắt buộc là nó cho qua dòng tự nâng cấp lên level mình chịu thôi. Mà nhiều con là để nguyên level nguyên thủy luôn. Đó là tiếp một cách là công bằng nhất. Đó, nó tóm lại một lần nữa. Đây là con Dirty Blend Homing Diesel number 1. Đó, đây là con Blend là xuất sắc số 1. Các bạn thấy đi một đống luôn đó, thì bắn là zombie bắn không à. Đó, các bạn thấy không? Rất là good. Ok, let's go. Rồi, chúng ta kết thúc cái màn này luôn. Hạ gục ha, các bạn để ý, mấy cái con mà nó có cái mũ zombie, có cái mũ màu cam với lại có cái xô trên đầu, xô thiết á, nó rất là trâu nha. Còn đây với con Blend Homing Diesel này nó bắn là một phát là xong. Đó, phút cuối các bạn coi zombie ra ghê không? Nhiều có vượt qua nổi nha các bạn để ý coi. Chắc chắn là vượt qua 100% luôn. Đó, các bạn thấy không? Ok. Và con nào là xong con đó, đai con đó nha các bạn. Ok, thấy không? Bắn là dụng nón luôn nha các bạn, nó dụng cái mũ luôn, dụng gáo luôn nha. Ok, những đạn nó rất là khủng khiếp. Con này mà lên cấp gọi là level map với lại nâng cấp mastery lên là 200 lần, các bạn nghĩ nó bắn sao? Bắn rồi coi như là gọi là tan bành luôn. Chỉ cần các bạn thả 20 con hoặc 10 con thôi, các bạn để đó nó bắn. Đó, rất là ok nha. Mình thấy con này là very good. Dụng liền mấy cái này senior gì nó các bạn, nó bắn một cái là 5 đam là 2 dòng là bởi kêu liền. Đó các bạn để ý, 2 phép, một con bắn 2 phép tổng cộng là 10 cái lá là bởi kêu, 5 lá là bởi zombie. Rồi ok, bây giờ mình đã test xong cái phần Blend Homing Diesel này nha. Ok, bye bye các bạn. Ok nha.